quyết định khó hiểu, không định hình được chuyến đi bóng đá, dùng người nhưng không tin tưởng, liên tục bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng và thi đấu thiếu ổn định. Đó là tất cả những gì hiện hữu rõ nhất với Manchester United hậu kiến nguyên Sir Alex Ferguson. Đã 7 mùa giải trôi qua, Man United vẫn chưa thể nếm được cảm giác nâng cao chiếc vô địch Premier League, thứ mà người ta tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc với đội bóng này trong quá khứ. Tồn tại xung quanh Man United ở thời điểm hiện tại luôn là câu hỏi. Bao giờ Man United mới quay trở lại ngày xưa? Và ngày hôm nay, hãy cùng với Cảm Sâu nhìn lại một Manchester United rêu rã hậu kiến nguyên Sir Alex. Ngày 8 tháng 5 năm 2013, huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson tuyên bố ông sẽ chính thức nghỉ hưu sau khi mùa giải 2012-2013 khép lại. Đó chắc chắn là một lời tuyên bố khiến cả thế giới bóng đá cảm thấy bất ngờ, dù người ta biết rằng rồi cũng sẽ đến lúc Sir Alex sẽ chính thức nói lời chia tay với United trên cương vị huấn luyện viên. Bởi khi đó, chẳng ai dám nghĩ sau hơn 20 năm, Man United sẽ sống như thế nào nếu họ không còn hình bóng của một người đàn ông miệng luôn nhai kẹo cao su ngồi trên cabin huấn luyện. Người thường đứng tay chỉ vào chiếc đồng hồ với các trọng tài biên mỗi khi trận đấu đi đến hồi kết, hay một ông thầy với biệt danh mái sấy tóc và có thể sấy bất cứ cái tô lớn nào trong phòng thay đồ quý đỏ. Tất cả những điều đó sẽ trở nên thật lạ lẫm sau cái ngày mà Sir Alex nói lời tạm biệt với nhà hát của những giấc mơ. Chỉ một ngày sau khi Sir Alex chia tay trong buổi lễ cuối cùng, Manchester United thông báo David Moyes sẽ đảm nhiệm chiếc ghế nóng mà Sir Alex để lại với ba hợp đồng có thể hạn lên đến 6 năm. Thậm chí đích thân vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã đề bạt David Moyes lên kế nhiệm ông ở sân Old Trafford, vì ông tin rằng sau tất cả những gì mà Moyes làm được cùng với Everton, huấn luyện viên đồng hương sẽ tiếp nối những di sản tuyệt vời mà Sir Alex để lại nhà hát. Nhưng không, thời điểm Sir Alex đặt niềm tin vào David Moyes, đó có lẽ là lần hiếm hoi trong sự nghiệp, ông hoàn toàn sai lầm. Bởi chỉ trôi qua nửa năm, The Chosen One, người được chọn, đã phá tan tành di sản của người đàn ông đi trước. Từ oai phong của một đội bóng dẫn đầu, để rồi dù nào tới trở thành một điều gì đó quá đỗi tầm thường để bất kỳ đối thủ nào cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng, và tệ hơn là nó xảy ra như cơm bữa. Đến mức mùa giải 23-24 của Man United được lưu vào sử sách với rất nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu, nhưng là theo một cách bi đát. Đáng chú ý là việc David Moyes đã khiến United có lần đầu tiên không đủ điều kiện tham dự Champions League kể từ năm 95 và cũng kết thúc mùa giải ở vị trí thấp nhất kể từ ngày mà Premier League ra đời vào năm 92. Hay mùa giải năm đó cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 69-70, Everton đánh bại được Man United ở cả hai lượt trận trong cùng một mùa giải. Bi đát hơn, như đội bóng nhỏ trước đây luôn bị cái dớp không thể thắng United, cũng chỉ cần tìm đến quỷ đỏ của David Moyes để phá cái dớp đó. Chẳng hạn như West Brom có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford kể từ năm 1978, Newcastle có lần đầu chiến thắng tại Old Trafford kể từ năm 1972, Stoke City có được chiến thắng Man United lần đầu tiên kể từ năm 1984, vân vân. Những kỷ lục tệ hại đó, nếu liệt kê có cả buổi, có lẽ cũng không đếm xuể. Kết thúc mùa giải 23-24, David Moyes chính thức bị Man United sa thải vào ngày 22 tháng 4. Thậm chí, United còn không thể có nổi một suất dự Europa League với vị trí thứ 7. Sau thảm bại với người được chọn, ban lãnh đạo quỷ đỏ đã quyết định họ sẽ đặt niềm tin vào một vị huấn luyện viên tên tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn. Chính vì lẽ đó, chỉ một tháng sau khi sa thải Moyes, Louis van Gaal đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Old Trafford theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và bổ nhiệm Ryan Giggs làm trợ lý huấn luyện viên. Cũng trong mùa hè năm đó, Louis van Gaal ấn tượng khi giúp Hà Lan có được vị trí thứ 3 ở World Cup 2014. Chiến công trên đất Brazil khiến gia vị chiến lược gia người Hà Lan ngay lập tức được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ có thể giúp Man United hồi sinh. Thậm chí, bản thân van Gaal cũng chủ động rút ngắn kỳ nghỉ của mình sau World Cup 2014 để có thể sớm bắt đầu công việc tái thiết tại Old Trafford. Khi đó, rất nhiều Man United đã tin rằng hình bóng của một quỷ đỏ hung mạnh rồi sẽ quay trở lại. Dẫu Man United trong mùa giải 24-25 có đôi lúc thể hiện những bộ mặt thiếu thuyết phục, tuy nhiên không thể phủ nhận thành tích của Louis van Gaal khi giúp Man United trở lại đấu trường Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt với vị trí thứ tư chung cuộc. Dù ở thời điểm đó, Man United vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn động, nhưng những người hâm mộ đội bóng này tin rằng sau một mùa giải mang tính bản lề, Louis van Gaal thực sự sẽ mang hình bóng quỷ đỏ quay trở lại. Tuy nhiên, ngay trong mùa giải thứ hai mà Tulip thép cầm quân, Man United đã bộc lộ rất nhiều yếu điểm và vấn đề hơn bao giờ hết. Có thể nói, Man United của thời điểm bấy giờ là đội bóng khiến người xem buồn ngủ nhất ở Premier League với một lối chơi cực kỳ nhàm chán và không thể tìm ra nổi một điểm sáng nào trong dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên người Hà Lan. Dưới trụ đạo của Van Gaal, dẫu Man United luôn nằm trong top những đội bóng dẫn đầu Premier League về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng họ cũng là đội có nhiều đường chuyền về nhất. Mùa 24-25 là 3.457 đường chuyền về, và mùa 25-26 là 3.222 đường chuyền về.
giới phân tích số liệu ước tính với mức trung bình 68,5 đường chuyền thì Man United mới có thể tung ra được một cú sút, trong khi con số tương tự ở mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson chỉ là 45,4 đường chuyền cho một cú sút. Một vấn đề khác thể hiện cực kỳ rõ dưới kỷ nguyên của Louis van Gaal chính là việc ông không thể tận dụng thành công những chuyển ký mà đội bóng này mang về. Những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng cứ lặp đi lặp lại dưới thời vị chiến lược gia người Hà Lan. Louis van Gaal đã đẩy đi những cầu thủ có kinh nghiệm và thấu hiểu Man United nhất trong giai đoạn mà ông nắm quyền, từ Danny Welbeck, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrick Evra, Darren Fletcher, Johnny Evans, Rafael cho đến Nani. Tất cả bọn họ đều là những người có thể chỉ dạy dàn cầu thủ trẻ phải chơi như thế nào và làm sao để giữ gìn chiến thắng. Nhưng vì chiến lược gia người Hà Lan đã nói không với tất cả. Trong khi đó, những người mà Louis van Gaal tin tưởng lại không chứng tỏ được giá trị. Louis van Gaal đã xài 250 triệu bảng trong vòng 2 năm mà ông dẫn dắt Man United. Nhưng những bản hợp đồng mà van Gaal hầu hết mang về đều đem đến thất bại. Những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi có lẽ là Anthony Martial, Ander Herrera hay Luke Shaw. Kết thúc mùa bóng 25-26, van Gaal giúp Man United có được danh hiệu đầu tiên kể từ sau kỷ nguyên Sir Alex bằng chức vô địch FA Cup lần thứ 12 và cân bằng kỷ lục và số lần giành FA Cup với Arsenal tại thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu xét rộng ra, Man United còn thể hiện tệ hơn ở mùa giải năm đó khi không thể vượt qua vòng bảng Champions League và chỉ kết thúc ở vị trí thứ 5. Để rồi, mất luôn suất dự Champions League cho mùa tiếp theo. Thành tích không thể cải thiện, lối đá vô cùng nhàm chán, vô vị và dù chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng vẫn không thể mang lại thành công. Chính vì vậy, Louis van Gaal đã bị sa thải ngay sau chức vô địch FA Cup và kết thúc 2 năm làm việc tại nhà hát của những giấc mơ. Những người đứng đầu Manchester United khi đó hiểu rằng muốn có được danh hiệu, họ sẽ cần mang về một huấn luyện viên có duyên với những chiếc cúp. Vậy là Jose Mourinho được ngồi vào ghế nóng Old Trafford vào ngày 27 tháng 5 năm 2016, một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Chọn Jose Mourinho làm huấn luyện viên, Man United đã chấp nhận đánh đổi tất cả để hướng đến những chiến thắng. Dù từng làm việc ở Porto, Inter, Real Madrid hay Chelsea, thì Mourinho vẫn luôn chú trọng xây dựng lối chơi phòng ngự chắc chắn làm nền tảng và thời điểm ông đến Man United cũng không phải ngoại lệ. Có một điều làm người hâm mộ United bắt đầu đặt niềm tin khi mà sự khởi đầu của Mourinho có phần nào đó gợi nhớ đến sự thành công của Sir Alex với thắng lợi Wigan ở đầu mùa giải. Bởi trước đó, Seven DW của Wigan, sân nhà của câu lạc bộ Wigan chính thức được khánh thành vào mùa hè năm 99. Man United của Sir Alex cùng các học trò cũng đã giành chiến thắng ở trận đấu giao hữu trước khi mùa giải mới khởi tranh và sau đó United đã kết thúc mùa giải đó mỹ mãn với một cú ăn ba. Dẫu không thể làm được điều không tưởng như người tiền nhiệm vĩ đại, thế nhưng Jose Mourinho đã mang đến những bộ mặt tích cực ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Quỷ Đỏ. Đầu tiên cần phải kể đến chính là việc cải tổ Man United sau triều đại của Van Gaal. Mourinho đã thanh lý những cái tên do Van Gaal mang về và đưa những cầu thủ ông cho là thích hợp trong hệ thống của mình như Paul Pogba, Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic hay Henrik Mkhitaryan. Và quả thật, Man United mùa giải 26-27 đã thi đấu tương đối khởi sắc với sự đổi mới trong quãng thời gian đầu tiên. Dù ở mùa giải năm đó, Man United chỉ có thể cán đích với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League khi có đến 15 trận hòa do gặp vấn đề trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tuy nhiên, họ chỉ thất bại đúng 5 trận, thành tích tốt thứ 2 giải đấu, ngang bằng với nhà vô địch Chelsea và hơn Tottenham Hotspur một trận thua. Thế nhưng, điều đáng kể nhất mà Jose Mourinho mang đến cho Man United ngay trong mùa đầu tiên mà ông dẫn dắt chính là chiến tích ăn 3 danh hiệu với siêu cúp Anh, cúp liên đoàn và đặc biệt là chức vô địch Europa League. Dù trong mắt nhiều người, cú ăn 3 này vẫn khá khiêm tốn, nhưng hãy công bằng rằng đó vẫn là những chiến quả rất đáng trân trọng khi mà 3 mùa giải liên tục dưới thời David Moyes và Louis van Gaal, Man United chỉ có mỗi chiếc FA Cup. Mùa 27-28 cũng có thể xem là một mùa giải không tồi với Jose Mourinho và các học trò khi United cán đích ở vị trí thứ 2 Premier League, thành tích tốt nhất ở đấu trường quốc nội kể từ sau mùa giải 22-23. Bên cạnh đó, United cũng vượt qua vòng bảng Champions League với tư cách là đội đứng đầu bảng đấu bao gồm Basel, CSKA và Benfica. Tuy nhiên, họ lại không thể vượt qua vòng 16 đội khi bị Sevilla đánh bại với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Mùa giải 27-28 kết thúc cũng là khi mà Man United của Jose Mourinho bước vào giai đoạn dông bão. Quá dễ để thấy Man United đã chấp nhận đánh đổi, hy sinh và làm tất cả để thỏa mãn một chiếc vô địch Premier League tức thì sau 3 mùa giải liền thất bại. Thế nhưng, Jose Mourinho chính là quả bom nổ chậm của Man United. Với Mourinho, tất cả những cầu thủ làm ông ngứa mắt có nguy cơ bị ông chỉ trích công khai trước truyền thông. Và Mourinho cũng có thể gây sốc với những tuyên bố không kiêng dè bất kỳ ai. Để rồi, mối quan hệ giữa người đặc biệt và các cầu thủ Man United cũng từ đó mà trở nên xấu đi rất nhiều, đặc biệt là với cá nhân Paul Pogba, ngôi sao cá tính nhất tại Old Trafford.
Hơn 2 năm làm việc ở Man United, Jose Mourinho đã nảy sinh mâu thuẫn với bất kỳ cầu thủ nào trong đội và tất cả họ đều từng là nạn nhân của những lời chỉ trích đến từ Mourinho trước truyền thông. Thậm chí, Mourinho còn mâu thuẫn sâu sắc với phó chủ tịch Abu Wad về chính sách chuyển nhượng lẫn công việc chuyên môn. Gần 3 năm làm thuyền trưởng của Man United, tiêu tốn hơn 300 triệu bảng, nhưng Jose Mourinho vẫn không thể xây dựng nổi một lối chơi cụ thể cho Quỷ Đỏ. Để rồi, ngày 18 tháng 12 năm 2018, Manchester United chính thức đưa ra sa thải dành cho Jose Mourinho, kết thúc 2 năm rưỡi làm việc tại nhà hát. Huyền thoại của đội bóng, Ole Gunnar Solskjaer khi đó được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Những người đứng đầu Quỷ Đỏ nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một phương án chữa cháy để họ có thể tìm một huấn luyện viên phù hợp hơn vào mùa hè kế tiếp. Thế nhưng, Man United thời gian đầu của Ole Gunnar Solskjaer đã khiến tất cả phải bất ngờ với một chuỗi trận bất bại. Và hơn hết, trong tháng trăng mật đó, đó là chiến thắng khó tin khi ngược dòng thành công trước PSG dù đã để thua trước 0-2 trên sân nhà. Ngay lập tức, phần thưởng nhìn cho chiến lược gia người Na Uy là một bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm. Thiếu ổn định, đó là cụm từ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về Man United dưới thời của Solskjaer. Vậy bất cứ lần nào mà Man United có được chuỗi trận thăng hoa, thì khoảng thời gian sau đó y như rằng họ lại liên tiếp có những cú sải chân tệ hại. Chúng cứ lặp đi lặp lại từ nửa cuối mùa giải 2018-2019, mùa 2019-2020 và cho đến cả mùa giải năm nay. Manchester United triều đại của Solskjaer ở một thời điểm nào đó có thể thi đấu rất tệ hại, đến mức án sa thải gần như đã nằm trước mắt của Solskjaer. Nhưng rồi, đúng một cái, Man United lại khởi sắc vào đúng những trận đấu mang tính quyết định số phận của chiến lược gia người Na Uy. Chẳng hạn, sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng ở mùa giải 2018-2019 với thành tích đầy ấn tượng, Man United bất ngờ tuột dốc không phanh và chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 6 Premier League mùa đó, hay như nửa đầu mùa 2019-2020 là khoảng thời gian thi đấu cực kỳ bết bát. Nhưng rồi, trở lại sau giai đoạn đại dịch, Man United là một trong những đội bóng thi đấu hiệu quả nhất châu Âu để cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và giành được tấm vé dự Champions League mùa này. Gần đây nhất là trong mùa giải năm nay, trước thềm tháng 10 dòng bão, nhiều người dự đoán Solskjaer khó mà giữ được chiếc ghế của mình qua con trăng này. Nhưng ông cùng các cầu thủ của mình hoàn thành xuất sắc chặng đua cam go đầy khốc liệt để sống sót đến thời điểm hiện tại. Có thể thấy, Man United hậu kỷ nguyên Sir Alex là một Man United đánh mất đi vị thế của một ông lớn hàng đầu châu Âu ngày nào. Trải qua 4 đời huấn luyện viên, thậm chí là 5 nếu tính luôn cả Rangnick, từ David Moyes, Luis Van Gaal, Jose Mourinho cho đến hiện tại là Ole Gunnar Solskjaer, ở bất kỳ lúc nào, Manchester United cũng luôn gặp vấn đề và mãi không thể trở lại đỉnh cao của mình. Thậm chí, sự tệ hại của Man United còn khiến người ta sử dụng nhà hát của những giấc mơ để châm biếm câu lạc bộ này là một gánh xiếc và các cầu thủ của họ là những nghệ sĩ nhân dân, chỉ biết đem đến tiếng cười qua những màn tấu hài. Đó chắc chắn là điều chưa từng xảy ra với Man United hùng mạnh của kỷ nguyên Sir Alex trong quá khứ. Bao giờ Manchester United sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim? Câu trả lời này có lẽ vẫn còn rất lâu nữa mới có lời giải đáp.